Mến chào quý cô chú anh chị em trên kênh ha. Tiếp tục quay trở lại nhà vườn của chị Thủy nha. Sẽ có một số hoa giấy giá tốt cho quý cô chú anh chị em mình sưu tầm ha. Gồm nhiều loại quý cô chú anh chị em. Rồi em chào chị. Chào Pháp Thái, chào cô chú anh chị. Cảm ơn cô chú anh chị đã ủng hộ em những clip vừa qua. Em bữa nay em có lên mới hoa giấy ghép thành phẩm đó. Mong cô chú anh chị mình vô xem và ủng hộ em ạ. Địa chỉ nhà vườn em là Tăng Khánh Trung, Lớp Giò, Đồng Tháp. Số điện thoại em là 0969553364, đồng thời cũng là số Zalo của em. Không mất thời gian, cô chú anh chị em lên một cặp mã M1 ạ. Cặp đỏ rất video anh chị em. Tán ngang ở đây em ra được cho mình là 49, chiều cao ở đây em ra được cho mình là 55. Hoành ở đây em ra được cho mình là hoành 11. Tán ngang ở đây em ra được cho mình là 46, chiều cao ở đây em ra được cho mình là 59. Hoành ở đây em ra được cho mình là hoành 9. Một cặp mã M. Một này em giao lưu với cô chú anh chị mình là 220k nha. Em bao gồm phí vận chuyển luôn nha quý cô chú anh chị. Dạ, 220k cho cặp má M1. Tiếp thêm lên một cặp má M2. Cây thứ nhất là ghép gốc với ta anh chị em, một màu giấy ta và một màu sakura. Tán ngang ở đây em đo được cho mình là 50, chiều cao ở đây em đo được cho mình là 62. Cái này ghép gốc với ta nha quý cô chú anh chị. Này về cho quý anh chị em mình trồng hàng rào ha. Cây tím tuyết. Tán ngang ở đây em ra được cho mình là 55, chiều cao ở đây em ra được cho mình là 65. Hoành ở đây em ra được cho mình là hoành 9. Một cặp mã M2 này em giao lưu với cô chú anh chị mình là cũng là 220k. Cây thứ hai ghép gốc với Mỹ nha quý anh chị em. Dạ, 220k cho cặp mã M2. Tiếp theo một cặp mã M3. Rồi một cặp ghép chùm hai màu quý anh chị em. Cây thứ nhất là màu cam, cây thứ hai là màu hồng. Tán ngang ở đây em ra được cho mình là 40, chiều cao ở đây em ra được cho mình là 72. Hoành ở đây em ra được cho mình là hoành 8 ạ. Tán ngang ở đây em ra được cho mình là 40, chiều cao ở đây em ra được cho mình là 77. Hoành ở đây em ra được cho mình là hoành 10 ạ. Một cặp mã M3 này em giao lưu với cô chú anh chị mình là 250k. 250k cho một cặp mã M3. Giảm nhìn xuống ạ. Tiếp theo lên mã M4 ạ. Một cây kép chùm màu trắng phớt hồng anh chị em, đang sổ kín nụ quá. Tán ngang ở đây em ra được cho mình là 58, chiều cao ở đây em ra được cho mình là 72. Hoành ở đây em ra được cho mình là hoành 17. Cây mã M4 này em giao lưu với cô chú anh chị mình là 220k. 220k cho cây mã M4 ạ. Giờ lên xuống ạ. Tiếp theo lên mã M5 ạ. Rồi một cây tiểu Ấn Độ anh chị em. Tán ngang ở đây em ra được cho mình là 54, chiều cao ở đây em ra được cho mình là 73, hoành ở đây em ra được cho mình là hoành 13. Cây mã M5 này em giao lưu với cô chú anh chị mình là 200k. 200k cho cây mã M5, giảm nhanh xuống. Tiếp theo lên mã M6 ạ. Gồm có trắng tuyết và đỏ rách pizza, hai màu, trắng đỏ. Tán ngang ở đây em ra được cho mình là 47, chiều cao ở đây em ra được cho mình là 73. Hoành ở đây em ra được cho mình là hoành 15. Cây mã M6 này em giao lưu với cô chú anh chị mình là 230k. Cây này nó cũng có trầy thân nhẹ quý anh chị em, trên cổ thân ha. Dạ. Xả luôn 200k quý cô chú anh chị. 200k cho cây mã M6 á, giảm nhanh xuống á. Tiếp thêm lên mã M7 á. Một cây thái gồm có màu cam và màu đỏ. Tán ngang ở đây em ra được cho mình là 58, chiều cao ở đây em ra được cho mình là 76, hoành ở đây em ra được cho mình là hoành 11. Cây mã M7 này em giao lưu với cô chú anh chị mình là 220k. 220k cho cây mã M7, giảm xin xuống. Tiếp theo lên mã M8. Một cây Petro anh chị em. Tán ngang ở đây em ra được cho mình là 62, chiều cao ở đây em ra được cho mình là 76. Hoành ở đây em ra được cho mình là hoành 16. Cây mã M8 này em giao lưu với cô chú anh chị mình là 260k. 260k cho cây mã M8, giảm xin xuống. Tiếp theo lên mã M9. Một màu hồng gân của anh chị em. Tán ngang ở đây em ra được cho mình là 63, chiều cao ở đây em ra được cho mình là 69. Hoành ở đây em ra được cho mình là hoành 13. Cây mã M9 này em giao lưu với cô chú anh chị mình là 260k. 260k cho cây mã M9, giảm xin xuống. Tiếp thêm lên mã M10. Một màu trắng tuyết của anh chị em. Tán ngang ở đây em ra được cho mình là 53, chiều cao ở đây em ra được cho mình là 73.
Hoành ở đây em ra được cho mình là hoành 15. Cây mã M10 này em giao lưu với cô chú anh chị mình là 230k. 230k cho cây mã M10 giảm chân xuống. Tiếp theo lên mã M11. Cây hai màu anh chị em, tuyển độ và tím lửa màu cà. Tán ngang ở đây em ra được cho mình là 59, chiều cao ở đây em ra được cho mình là 87. Hoành ở đây em ra được cho mình là hoành 18. Cây mã M11 này em giao lưu với cô chú anh chị mình là 280k. 280k cho cây mã M11 giảm chân xuống. Tiếp theo lên mã M12. Một cây cẩm thạch tím siêu bông của anh chị em. Tán ngang ở đây em ra được cho mình là 72, chiều cao ở đây em ra được cho mình là 84. Hoành ở đây em ra được cho mình là hoành 11. Cây mã M12 này em giao lưu với cô chú anh chị mình là 230k nha. 230k cho cây mã M11, 12 ạ, giảm chân xuống ạ. Tiếp theo lên mã M13. Cây này gồm có hồng tiết, đỏ red pizza, kajata, trắng tiết. Tán ngang ở đây em ra được cho mình là 67, chiều cao ở đây em ra được cho mình là 84. Hoành ở đây em ra được cho mình là hoành 12. Cây mã M13 này em giao lưu với cô chú anh chị mình là 220k nha. Có tím tiết nữa anh chị em. 220k cho cây mã M13. 5 màu siêu bông. Tiếp theo em lên mã M14. Một cây hồng gân đang full bông rực rỡ anh chị. Tán ngang ở đây em ra được cho mình là 84, chiều cao ở đây em ra được cho mình là 95. Hoành ở đây em ra được cho mình là hoành 16. Cây mã M14 này em giao lưu với cô chú anh chị mình là 330k nha. 330k cho cây mã M14 ạ, giảm chân xuống ạ. Tiếp theo em lên mã M15. Một màu trắng mã lai của anh chị em. Tán ngang ở đây em ra được cho mình là 50, chiều cao ở đây em ra được cho mình là 92. Hoành ở đây em ra được cho mình là hoành 16. Cây mã M15 này em giao lưu với cô chú anh chị mình là 240k nha. 240k cho cây mã M15, giảm chân xuống. Tiếp theo em lên mã M16. Cây kép chùm một màu anh chị em. Tán ngang ở đây em ra được cho mình là 60, chiều cao ở đây em ra được cho mình là 88. Hoành ở đây em ra được cho mình là hoành 10. Cây mã M16 này em giao lưu với cô chú anh chị mình là 200k nha. 200k cho cây mã M16, giảm chân xuống. Tiếp theo em lên mã M17. Cây này gồm có tím lá xanh và tím tuyết của anh chị em, siêu bông. Tán ngang ở đây em ra được cho mình là 72, chiều cao ở đây em ra được cho mình là 84. Hoành ở đây em ra được cho mình là hoành 12. Cây mã M17 này em giao lưu với cô chú anh chị mình là 250k. 250k cho cây mã M17, giảm chân xuống. Tiếp theo em lên mã M18. Cây này rất đẹp của anh chị em, gồm có hồng gân và hồng lửa, hai màu pha. Tán ngang ở đây em ra được cho mình là 60, chiều cao ở đây em ra được cho mình là 1m1. Hoành ở đây em ra được cho mình là hoành 19. Cây mã M18 này em giao lưu với cô chú anh chị mình là 350k nha. 350k cho cây mã M18 ạ, giảm chân xuống ạ. Tiếp theo em lên mã M19. Một cây thái nhiều màu anh chị em, gồm có màu đỏ, màu trắng phớt hồng, màu cam, màu vàng. Tán ngang ở đây em ra được cho mình là 74, chiều cao ở đây em ra được cho mình là 1m. Hoành ở đây em ra được cho mình là hoành 12. Cây mã M19 này em giao lưu với cô chú anh chị mình 280k. Cây này thiếu màu hồng 4 màu anh chị em. 280k cho cây mã M19, giảm chân xuống. Tiếp theo lên mã M20. Tán ngang ở đây em ra được cho mình là 69, chiều cao ở đây em ra được cho mình là 83. Hoành ở đây em ra được cho mình là hoành 22. Cây mã M20 này em giao lưu với cô chú anh chị mình là 400k nha. Cây này có quýt lỏ nhẹ ở đây nha quý cô chú anh chị. Trầy nhẹ của anh em gồm có hồng gân, rượu vang và trắng tuyết. 400k cho cây mã M20, giảm chân xuống ạ. Tiếp theo lên mã M21. Cây này thì gồm có hồng tuyết, trắng tuyết, đỏ red pizza của anh chị em. Tán ngang ở đây em ra được cho mình là 68, chiều cao ở đây em ra được cho mình là 88. Cây một cốt á. Hoành ở đây em ra được cho mình là hoành 14. Cây mã M1 này em giao lưu với cô chú anh chị mình là 280k. 280k cho cây mã M21, thì em xin xuống. Tiếp theo em lên mã M22. Một màu hồng tuyết của anh chị em. Tán ngang ở đây em ra được cho mình là 66, chiều cao ở đây em ra được cho mình là 80. Hoành ở đây em ra được cho mình là hoành 16. Cây mã M22 này em giao lưu với cô chú anh chị mình là 250k.
250k cho cây má M22 giảm thêm xuống á. Tiếp theo lên má M23. Cây này thì gồm có kép chùm màu cam, màu hồng. Tán ngang ở đây em ra được cho mình là 63, chiều cao ở đây em ra được cho mình là 82. Hoành ở đây em ra được cho mình là hoành 17, cây mã M23 này em giao lưu với cô chú anh chị mình là 260k. 260k cho cây mã M23 giảm thêm xuống. Tiếp theo em lên mã M24. Một cây Alisa cánh dáng đối màu anh chị em. Tán ngang ở đây em ra được cho mình là 70, chiều cao ở đây em ra được cho mình là 1m. Hoành ở đây em ra được cho mình là hoành 14. Cây mã M24 này em giao lưu với cô chú anh chị mình là 250k nha. 250k cho cây mã M24 giảm trên xuống. Tiếp theo em lên mã M25. Tím tuyết và trắng tuyết của anh chị em. Những cái dòng siêu hoa. Tán ngang ở đây em ra được cho mình 60, chiều cao ở đây em ra được cho mình là 73, hoành ở đây em ra được cho mình là hoành 13. Cây mã M25 này em giao lưu với cô chú anh chị mình là 240k. 240k cho cây mã M25 giảm trên xuống. Tiếp theo lên mã M26. Một cây kép chùm màu đỏ đang rực rỡ hoa quý anh chị em. Tán ngang ở đây em ra được cho mình là 59, chiều cao ở đây em ra được cho mình là 1m. Hoành ở đây em ra được cho mình là hoành 18. Cây mã M26 này em giao lưu với cô chú anh chị mình là 320k. 320k cho cây mã M26. Cây một cốt rất đẹp ha. Tiếp theo một em sổ đế cao. Này nuôi rễ quý anh chị em, gồm có tiểu ống độ và kép chùm màu hồng. Tiếp theo lên mã M27, tán ngang ở đây em ra được cho mình là 59, chiều cao ở đây em ra được cho mình là 95. Hoành ở đây em ra được cho mình là hoành 15, sổ đế ở đây em ra được cho mình 55 nha quý cô chú anh chị. Cây mã M27 này em giao lưu với cô chú anh chị mình là 320k. 320k cho cây mã M27, giảm trên xuống. Tiếp theo lên mã M28. Kép cam, kép hồng, kép trắng phớt hồng anh chị em. Tán ngang ở đây em ra được cho mình là 72, chiều cao ở đây em ra được cho mình là 1m, 1m1. Một rễ nằm dài ha, cây một, rất là đẹp. Hoành ở đây em ra được cho mình là hoành 19, cây mã M28 này em giao lưu với cô chú anh chị mình là 380k. 380k là cây mã M28, giảm sinh xuống. Tiếp theo lên mã M29. Một cây hồng gân của anh chị em. Tán ngang ở đây em ra được cho mình 66, chiều cao ở đây em ra được cho mình là 93. Hoành ở đây em ra được cho mình là hoành 18. Cây mã M29 em giao lưu với cô chú anh chị mình là 300k. 300k cho cây mã M29 giảm trên xuống. Tiếp thêm lên mã M30. Tiếp tục vẫn là hai màu đỏ và trắng của anh chị em. Đỏ Red Pizza, trắng Mã Lai. Tán ngang ở đây em ra được cho mình là 73, chiều cao ở đây em ra được cho mình là 96. Hoành ở đây em ra được cho mình là hoành 24, cây mã M30 này em giao lưu với cô chú anh chị mình là 480k. 480k cho cây mã M30. Giảm phương toàn đặt ha. Tiếp theo lên mã M31. Một cây tím bướm già tàn nữa chứ. Cây này cắt khơi rất là nhiều lần rồi. Siêu bông. Tán ngang ở đây em ra được cho mình là 75, chiều cao ở đây em ra được cho mình là 1m. Hoành ở đây em ra được cho mình là hoành 17, cây mã M31 này em giao lưu với cô chú anh chị mình là 300k. Để nộp quái à? 300k cho cây mã M31, giảm thêm xuống. Tiếp theo lên mã M32. Một cây ngũ sắc thái của anh chị em. Cây này khi đi chắc có thể ghép xe của anh chị em. Nguyên nồi đế ha, gồm có màu đỏ, màu cam, màu hồng, màu trắng phớt hồng và màu vàng. Tán ngang ở đây em ra được cho mình là 1m12, chiều cao ở đây em ra được cho mình là 1m2. Hoành ở đây em ra được cho mình là hoành 25. Cây mã M32 này em giao lưu với cô chú anh chị mình là 580k. Cây này bộ đế nó có va chạm, nó chạy nhẹ một bên nhưng mà không lỗi nhiều nha quý anh chị em. Chạy sơ sơ thôi. Dạ, 580k cho cây mã M32 ạ. Giảm hình xuống. Tiếp theo lên mã M33. Một cây ngũ sắc thái phơm dù của anh chị em. Tán ngang ở đây em đo được cho mình 80, chiều cao ở đây em đo được cho mình là 1m02. Hoành ở đây em đo được cho mình là hoành 19. Cây mã M33 này em giao lưu với cô chú anh chị mình là 580k nha.
Cây có khung thép sẵn của anh chị em, gồm có màu vàng, màu cam, màu đỏ, màu hồng và màu trắng phước hồng ha. 580k cho cây mã M33 giảm chân xuống. Tiếp theo em lên mã M34. Cây này thì gồm có trắng lửa, hồng thái, cam lửa, đỏ lửa. Tán ngang ở đây em đo được cho mình là 80. Chiều cao ở đây em đo được cho mình là 1m02. Hoành ở đây em đo được cho mình là hoành 20. Cây mã M34 này em giao lưu với cô chú anh chị mình 580k nha. Có vàng lửa nữa nha quý anh chị em. Cây này cũng 5-6 màu. 580k cho cây mã M34. Dạ cây mã M34 này cũng cây cuối trong clip của em. Mong cô chú anh chị mình vô xem và ủng hộ em. Dạ em chào cô chú anh chị. Chào Thái. Rồi xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại anh chị em vào clip tiếp theo nhà vườn Chị Thủy nha.